Hôm nay đã xảy ra một sự kiện kỳ lạ trong ký túc xá. Đúng vào lúc 10 giờ 30 tối, đèn đột ngột tắt, sớm hơn bình thường một nửa giờ. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị than phiền, loa trên tường phát ra tiếng xì xì, sau đó là tiếng người lạ chưa từng nghe qua. Các bạn đồng môn, dưới đây là thông báo về quy định mới nhất của trường. Xin các bạn hãy tuân thủ những quy định sau đây. Nếu sáu phạm, sẽ chịu trách nhiệm. Khi nghe tin này, tôi và bạn cùng phòng đều tỏ ra ngạc nhiên. Trường sao lại đổi quy định bất ngờ như thế, và lại phát sóng thông báo sau khi tắt đèn. Các bạn chắc chắn đang bối rối, nhưng hãy nhớ kỹ những gì được thông báo sau đây. Hãy nhớ kỹ, trước khi đi ngủ, hãy đóng cửa sổ cửa chính. Bên ngoài sẽ không có ai hoặc bất cứ thứ gì nhìn bạn. Nếu có, hãy giữ im lặng, đừng làm phiền nó. Sau khi tắt đèn, nếu nghe thấy tiếng cầu cứu, xin đừng cố gắng giúp kẻ sáu phạm đó. Họ có thể đang bị trừng phạt. Nói đến đây, tín hiệu quả đa dường như bị nhiễu bởi điều gì đó. Chỉ còn lại tiếng xì xì. Khi thông báo kết thúc, trong ký túc xá im lặng một vài giây. Sau đó, bạn học gà đột nhiên cười ha ha ha. Các bạn có thể không thật sự tin chứ? Tôi nghĩ chắc là một sinh viên nào đó đang chơi khăm, chỉ để làm cho chúng ta hoảng sợ. Dẫu cho lời giải thích của gà có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người đều nhìn nhau, không ai mở miệng nói. Nhìn các bạn sợ hãi thế, thôi thì tôi đi rửa mặt đã. Các bạn cứ tiếp tục sợ đi. Khi cửa mở ra, một luồng gió lạnh lẽo thổi vào. Nhìn hành lang tối om, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Không kìm được, tôi thì thầm nhắc nhở gà, thôi thì cậu đừng đi rửa mặt nữa. Bên ngoài tối om, ngay cả đèn hành lang cũng không bật. Ừ, gà, tôi nghĩ dù tin hay không, chúng ta 6 người vẫn nên ở cùng nhau an toàn hơn. Lúc tôi nói xong, bên cạnh, béo cũng đồng thanh, chờ đã, 6 người đấy. Ký túc xá của chúng ta không phải có 6 người sao? Nhưng tại sao giờ chỉ còn 5 người? Khi béo nói về 6 người, mọi người dường như nhận ra ký túc xá của chúng ta thiếu mất một người. Gà nói đầu to đã đi rửa mặt lâu rồi, vẫn chưa quay lại đâu. Quay lại làm gì? Ở trường mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ôi trời, nhìn kia, ở góc dưới bên phải của cửa sổ có một bóng đen. Theo giọng nói của béo, tôi nhìn đi, ở góc dưới bên phải của cửa sổ lại có một cái bóng, như có một người đang nhìn qua, chỉ nhìn một nửa đầu. Nhìn vào trong phòng như thế, tôi thậm chí còn tưởng tượng mắt mình bị quáng gà. Tôi nháy mắt vài cái để kiểm tra lại, nhưng cái bóng vẫn còn đó. Lúc đó, tôi nhớ ra câu nói trên đài phát thanh, không có ai hoặc cái gì ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào bạn. Nếu có, xin hãy giữ im lặng, đừng làm phiền chúng. Nghĩ tới điều đó, tôi cảm thấy lạnh gáy. Nhớ rằng ký túc xá của chúng tôi ở tầng 6. Để mọi người không sợ hãi, tôi hít thở sâu một hơi, cắn chặt răng lại, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm lại. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng, tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Đừng sợ hãi, mọi người. Vậy là chúng tôi không phát ra âm thanh gì cả. Khi thời gian trôi đi từng phút từng giây, chúng tôi chỉ có thể ở trong ký túc xá, im lặng chờ đợi đầu to trở lại. Nhưng đến 11 giờ, đầu to vẫn chưa về. Bất ngờ, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi lấy điện thoại ra, muốn gọi cho đầu to. Nhưng khi tôi nhấc lên và nhìn, không một vạch sóng nào. Các bạn có sóng trên điện thoại không? Không, tôi cũng không. Chắc là ký túc xá của chúng ta chặn sóng. Đừng nói lời không có khả thi, không có chuyện đó đâu. Mọi người im lặng. Có vẻ như có tiếng bước chân. Không khí bất ngờ yên bình. Tiếng bước chân vội vã ngày càng gần hơn. Đột nhiên, bước chân dừng lại trước cửa phòng chúng tôi. Sau đó là tiếng mở cửa nặng nề và tiếng kêu hoảng loạn. Giúp tôi, hãy mở cửa nhanh lên, có con gì đó đang đuổi theo tôi. Đó có phải là đầu to không? Mở cửa nhanh lên, hãy để anh ta vào. Khi gà chuẩn bị mở cửa, tôi đột nhiên gọi lại, đừng có mở, phát thanh mới nói đó. Nếu nghe thấy ai đó cầu cứu, đừng cố gắng giúp đỡ. Chúng ta hãy hỏi rõ trước rồi suy nghĩ liệu có nên mở cửa không. Có lý, hỏi rõ đi. Bạn ngoài kia đang bị cái gì đuổi theo vậy? Người ngoài cửa đập cửa mạnh mẽ và trả lời hoảng sợ, tôi cũng không biết là cái gì, không thể nhìn rõ. Tôi chỉ biết cái thứ đó trên đầu nó có vẻ như đang đội mũ. Chúng tôi nghe xong đều dùng mình một cách đồng loạt, mở cửa nhanh lên, nó đã đến đây rồi. Đột nhiên có tiếng kêu lạnh gáy vang lên, sau đó hành lang lại trở nên yên bình. Chúng tôi không biết những gì đã xảy ra với học sinh bên ngoài cửa, nhưng chắc chắn là rất đau đớn. Cảm xúc của mọi người trong ký túc xá đều sắp đổ vỡ. Sau cùng, đã sống đến từng ngày tuổi, chưa ai gặp phải sự kỳ lạ như vậy. Ở phần trước đã nói, dường như đầu to bên ngoài đã gặp chuyện không hay. Tâm trạng của những học sinh trong ký túc xá đã bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng. Gà đã bị kinh sợ đến mức ngồi xuống và khóc lớn. Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Chúng tôi như những con chim sợ bị bắt, nhanh chóng tránh xa cánh cửa ký túc xá. Đầu to đã gặp chuyện không hay rồi. Ai đang đập cửa thế này? Liệu có phải quái vật đội mũ mà đầu to nói không? Lúc này, tiếng nói của người ngoài cửa vang lên. Ai đã đổ một cốc nước dưa hấu ở cửa phòng ký túc xá vậy? Làm tao té ngã mất rồi. Nghe có vẻ như là bạn học từ phòng bên cạnh. Mở cửa nhanh lên, để tao vào đi. Lúc này, lại có tiếng của Tiểu Trần vang lên. Mấy đứa nhìn nhau một cái, chẳng dám động đậy.
Gấu à, mày nghĩ chúng ta có nên mở cửa cho hắn vào không? Lúc này, gà hỏi tôi một cách yếu ớt. Vì so với mấy thằng kia, tôi cũng cảnh giác hơn. Tôi suy nghĩ một chút, trong quy tắc không có nói không được mở cửa cho bạn bè. Chúng ta cũng có thể để hắn vào, hỏi tình hình bên ngoài. Vậy nên tôi cẩn thận đặt tay lên nắm cửa, chậm rãi mở cửa một khe nhỏ. Tiểu chân ngoài cửa nhanh chóng trườn vào qua khe cửa. Chúng ta vội vàng tản ra, nhìn hắn với nỗi sợ hãi. Ai mà chơi xấu vậy, đổ nước dưa hấu trước cửa như thế, làm tao té ngã mất. Tôi nhìn hắn từ trên xuống, thực sự có mấy vết đỏ trên người hắn. Đùa cợt gì thế, chúng tao làm sao mà đổ nước dưa hấu trước cửa ký túc xá của mình được. Nhớ rồi, hồi nãy mày có thấy đầu to ở ngoài không? Lúc này gà nói, không, không có ai ở ngoài cả. Mọi người sao vậy? Mặt mọi người biểu cảm vậy là sao? Tiểu Trần nghi ngờ hỏi, có nghe thông báo từ loa phát thanh ký túc xá không? Thông báo gì cơ chứ? Chúng tôi đều bất ngờ, chuyện này làm sao vậy? Quy tắc chỉ áp dụng cho ký túc xá của chúng ta. Bỗng dưng tôi phát hiện có gì đó không ổn. Vết ấu đỏ trên người Tiểu Trần không phải là nước dưa hấu. Tôi dũng cảm đi đến gần hắn. Tôi dùng mũi để ngửi mùi. Thật là, không phải nước dưa hấu chứ. Vậy kẻ sát nhân là ai? Và hắn còn đội mũ nữa. Điều này nhắc tôi về lời đầu to nói ở cửa. Người đang truy đuổi hắn đội mũ, liệu có phải là Tiểu Trần không? Mọi người đang muốn làm gì vậy? Đang đùa với tôi hả? Đêm khuya thế này, không hề hài hước chút nào cả. Điều này khiến các anh chàng trong ký túc xá cảnh giác hơn. Họ lại trở nên lo lắng. Họ cũng để ý đến chiếc mũ trên đầu Tiểu Trần. Một anh chàng sợ hãi, thẳng tiến chạy ra ngoài cửa. Hổ đừng ra ngoài, nhưng tôi chậm hơn hổ một bước. Nhìn hắn mở cửa bước ra. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, không ai nói một lời. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài cửa, còn kèm theo giọng của hổ. Nhanh, giúp tôi! Lúc này, loa phát thanh trên đầu lại phát ra tiếng xì xì, để lại một lời thông báo. Kỳ tiết sẽ thú vị hơn, các bạn sinh viên lưu ý. Nếu bạn mở cửa cho một sinh viên từ bên ngoài ký túc xá vào, thì chúc mừng bạn đã vượt qua cửa đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ là đồng đội, vui lòng giúp đỡ nhau và sống sót. Sau đó, vui lòng lưu ý một ký túc xá chỉ có tối đa 6 người. Những người còn lại không phải là người. Sau khi nghe thông báo từ loa, rõ ràng chúng tôi đều bối rối. Điều gì đang xảy ra vậy? Nếu như thông báo là đúng, khi Tiểu Trần không phải là quái vật biến hình. Đúng rồi, bạn đang nói gì vậy? Và thông báo này là gì vậy? Sau đó, tôi đã nói cho Tiểu Trần mọi chuyện. Tiểu Trần nghe xong liền hoảng sợ. Vậy thì chất lỏng trên tôi không phải là nước dưa hấu, đó là máu của đầu to. Lúc này, loa phát thanh lại phát ra tiếng xì xì. Thông báo dưới đây chỉ dành cho những người xem trên màn hình. Nếu bạn không like video khi xem, thì quy tắc sẽ tìm đến bạn. Chỉ là đùa thôi, tiếp tục thưởng thức. Lúc này, Tiểu Trần cuối cùng cũng nhận ra mình đang có máu trên người. Ôi trời, anh ta liền nôn ra. Tiểu Trần, anh không ngửi thấy mùi máu sao? Tôi bị cả ngày hôm qua, mũi tắc nghẽn, không ngửi thấy gì cả. Lúc này, bên ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, còn có giọng của một người phụ nữ. Tiểu béo, bạn ở trong đó không? Tôi là Tiểu Lệ đây, nhanh mở cửa ra cứu tôi, ở ngoài có thứ gì đó đuổi tôi. Nghe thấy giọng nói này, Tiểu béo đang ẩn trong chăn liền bật dậy và chuẩn bị mở cửa. Chúng tôi nhanh chóng kéo anh ta lại. Béo, đừng mở cửa, ở ngoài không phải là Tiểu Lệ. Anh đã nghe thông báo gì vừa rồi chưa? Béo, tại sao lại trở nên kích động như vậy? Vì Tiểu Lệ là người mà anh đã ngưỡng mộ trong suốt 3 năm qua. Tôi không quan tâm liệu Tiểu Lệ có nguy hiểm hay không, tôi sẽ đi cứu cô ấy. Béo đấu tranh dữ dội hơn. Hai người không thể giữ anh ấy lại. Tôi nghĩ bên ngoài chắc chắn là Tiểu Lệ. Lúc này, Tiểu Trần nói, chúng tôi đều nhìn anh ta với sự nghi ngờ. Thậm chí Béo cũng không còn đấu tranh nữa. Thông báo vừa nói mỗi phòng chỉ được tối đa 6 người, còn lại mới là quái vật. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có 5 người, kể cả Tiểu Lệ đang ở ngoài, đúng 6 người. Chúng tôi hiểu ra điều đó. Béo bất ngờ lao đến cửa và mở cửa. Khi đó chúng tôi phát hiện Tiểu Lệ đứng trước cửa phòng, mặt băn khoăn, nhìn hành lang một cách kinh hoàng. Thế vậy, Béo kéo cô ta vào trong ngay. Và khi cửa đóng lại, đột nhiên một bàn tay đầy máu từ khe cửa thò vào. Chúng tôi kinh hãi la hét. Tiểu Lệ ngất đi ngay lập tức. Nhưng điều bất ngờ là bàn tay đó không mở cửa, mà đột nhiên bốc lên một luồng khói trắng kèm theo tiếng cháy cùng với tiếng kêu đau đớn từ bên ngoài. Bàn tay đó rút lui ngay sau đó. Tôi đã hiểu. Một cái đạp cửa đóng lại. Tôi đã hiểu rồi. Quái vật bên ngoài không thể vào được phòng chúng ta. Nếu không, chúng ta đã gặp rắc rối rồi. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài thì an toàn. Khi Tiểu Lệ đã tỉnh lại từ cơn hoảng sợ, các bạn khán giả à, các bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở trong phòng mãi không? Hãy comment bên dưới và cho biết ý kiến của bạn. Nhớ like video nữa nhé. Tiểu Lệ, cái gì đã đuổi theo cậu ngoài kia? Tôi thấy Tiểu Lệ đã bắt đầu tỉnh táo, vậy nên tôi ngay lập tức hỏi cô ấy.
Tiểu Mốc, cậu làm gì thế? Tiểu Lệ vừa bị kinh hãi, anh không thể đợi một chút à? Khi ấy, bèo thốt lên như vậy với tôi, đây đúng là tên điên tình. Giờ đã muộn rồi đấy. Béo, cậu không muốn sống sao? Cậu nói thế, béo cũng không nói gì thêm. Nghe tôi nói, béo không còn lời nào nữa. Khi ấy, Tiểu Lệ cuối cùng cũng lên tiếng. Thứ bên ngoài đuổi theo tôi là một gã cao tầm 3 mét. Anh ta còn đội một chiếc mũ màu vàng. Vậy thì anh ta muốn đuổi theo cậu vì lý do gì? Tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy anh ta đuổi theo và nói: những ai không like video sẽ bị bắt đi. Vậy cậu có thấy đầu to ngoài kia không vậy? Cậu ta cũng bị quái vật đuổi theo mới đây. Không có, toàn bộ hành lang chỉ có mình tôi thôi. Lúc này, loa phát thanh trên đầu lại vang lên. Các bạn học sinh, giờ nghỉ đã đến, phải lên giường ngay và ngủ. Không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Không được rời khỏi giường của mình, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Sau đó, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tất cả chúng tôi đều lên giường ngủ. Nhưng Tiểu Lệ và Béo vẫn đứng im không chuyển động. Béo, Tiểu Lệ đang làm gì vậy? Tôi sợ, tôi không dám ngủ một mình. Gấu à, tôi có thể lên giường ngủ cùng anh được không? Tôi bối rối, nhìn vào ánh mắt giết người của Béo. Tôi quyết định từ chối một cách dứt khoát, không thể đâu Tiểu Lệ. Tôi không quen ngủ chung, cô nên đi ngủ cùng Béo. Không có cách nào khác, cô ấy chỉ có thể lên giường ngủ cùng Béo một cách không vui vẻ. Không biết từ khi nào, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, tôi cảm thấy có làn gió lạnh xâm nhập vào chăn của mình. Tôi tự nhiên co người lại trong chăn. Bất ngờ tôi tỉnh lại, cửa sổ tôi đã đóng chặt. Ở trong ký túc xá không có điều hòa hoặc quạt. Làm sao có gió, tôi quyết định đưa đầu ra. Bất ngờ tôi nhìn thấy mờ mịt. Cửa sổ không biết từ khi nào mở ra. Ở trước cửa sổ có một hình bóng cao to, đang nhìn vào giường của Gà và Tiểu Trần bên cạnh. Sự sợ hãi đột ngột gần như khiến tôi kêu lên. Rất may tôi kiềm chế được. Tôi nhìn thấy chân của Gà và Tiểu Trần rung lên không ngừng. Rõ ràng họ cũng phát hiện ra hình bóng đó. Lúc đó, hình bóng đó đến giường của Tiểu Lệ. Đầu tiên, nhìn vào cuối giường của Tiểu Lệ. Tiểu Lệ thực sự không phải dạng vừa đâu, ngủ cũng thơm phức như vậy. Sau đó hình bóng đứng dậy từng chút chậm rãi, nhìn vào cuối giường của Tiểu Lệ. Nhưng Tiểu Lệ đang ở giường của Béo. Hình bóng nhận ra giường trống. Trong nháy mắt, hắn đã đến giường của tôi. Đầu tiên, nhìn tôi run rẩy vì sợ hãi, thậm chí không dám thở. Sau đó, hắn nhìn lên giường trên của tôi. Tôi cảm thấy không ổn lắm. Mong Tiểu Lệ, cô gái mồm mép thế này, đừng có gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Các khán giả ơi, hãy comment số 1 để bảo vệ chúng tôi đi. Và đừng quên like video nữa nha. Tiểu Lệ, cô gái ngốc này của thật làm hại chúng ta. Tôi và các bạn đã sẵn sàng từ trước. Khi Tiểu Lý kêu lên, tôi nảy lên từ giường. Béo cũng bị hồi tỉnh bởi tiếng gầm của quái vật. Béo mở mắt ra, trước mắt là quái vật đang mở miệng to ra. Sự kinh hoàng đột ngột khiến anh ta chết lặng, chỉ biết run lên trên giường. Khi đó, quái vật cũng gầm gừ, mở miệng lớn sắp cắn hai người họ. Khi sắp thành công, loa bên cửa phát ra âm nhạc kỳ lạ. Khi âm nhạc phát ra, quái vật ngừng lại, như bị chọc trúng một điểm yếu. Khi đó, giọng của một người phụ nữ xuất hiện từ loa. Các bạn là học sinh của tôi. Trường này đã bị ám bởi truyền thuyết kỳ dị. Phần lớn học sinh và giáo viên không thoát khỏi. Việc bạn sống sót đến bây giờ là do khán giả thường xem video và like. Tôi chỉ có thể giúp bạn đến đây thôi. Sau 2 phút, quái vật sẽ trở lại. Nhớ đừng để bị cắn nhé. Đừng để nước dãi của quái vật chạm vào. Chúc may mắn cho các bạn. Sau đó, âm thanh xì xì vang lên. Cậu Béo và Tiểu Lệ run rẩy và khóc lớn. Tôi biết thời gian không còn nhiều. Tôi gọi lên với họ ngay lập tức. Hai đứa, mau nhảy xuống đây, nhanh lên. Chỉ còn 2 phút nữa thôi. Khi đó, không ai có thể chạy trốn được đâu. Hãy nghe lời tôi. Cậu Béo vội và ông Tiểu Lệ nhảy xuống. Đó là con chó khổng lồ. Vào lúc này, 2 phút đã qua, quái vật mở miệng to, liền hét lớn và lao đến gần Tiểu Lệ. Trông thấy Tiểu Lệ sắp bị quái vật cắn, tôi lao đến và đẩy cô bé ra. Trong thoáng chốc, miệng to của quái vật đã ở trước mắt tôi. Khi tôi đóng mắt để chờ số phận, một tiếng chuông vang vọng. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi tiếng chuông kêu, quái vật trước mắt dần biến mất. Cuối cùng, nó trở thành hình dạng đầu to. Khi đó, loa phát thanh lại kêu lên và một giọng nam ầm ĩ xuất hiện. Chúc mừng các bạn đã vượt qua đêm đầu tiên thành công. Hãy nghỉ ngơi tốt trong ký túc xá, chuẩn bị đón đêm này nhé. À, và khi màn đêm buông xuống, sẽ có một quái vật xuất hiện trong số các bạn. Một quy tắc thép không thể phá vỡ với 6 người trong một phòng ngủ. Và khi đó đầu to nằm sụp xuống cũng dần dần tỉnh lại. Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Nhìn vào khuôn mặt hoang mang của đầu to, chúng tôi không dám làm gì cả. Tất cả các bạn đều ở đây sao? Tôi và đầu to là bạn tốt nhất mà. Tôi dũng cảm tiến đến và đưa anh ta lên giường của tôi. Sau đó, tôi nói với anh ta, đầu to điều này thật sự là gì vậy? Tại sao anh lại biến thành quái vật? Hãy nói tôi nghe những gì bạn biết. Đầu to dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chỉ thấy anh ta nhìn vào Tiểu Trần với khuôn mặt kinh hoàng. Anh ấy chính là người đó, anh ta là quái vật. Các bạn khán giả, bạn nghĩ trong số 7 người chúng tôi, ai sẽ biến thành quái vật? Hãy bảo tôi trong phần bình luận. À, và nhớ phải có thói quen tốt là xem video và like nhé. Hẹn gặp lại trong tập sau. Đầu to, bạn nói gì vậy? Bạn nói Tiểu Trần là quái vật. Bạn nghe từ đâu?
Tối qua, đúng là một con quái vật đội chiếc mũ như anh ấy tấn công tôi, nghe đầu to nói như vậy. Mọi người nhanh chóng tránh ra Tiểu Trần. Chỉ còn Tiểu Trần đứng ngay người một mình tại chỗ. Tiểu Trần, điều đầu to nói có đúng không? Tôi hỏi anh ta với vẻ tức giận. Anh ấy nói dối, anh ta mới là quái vật. Các bạn mới thấy điều đó, anh ta chính là quái vật biến thành. Tôi hoàn toàn bối rối. Các khán giả ơi, các bạn nghĩ ai trong hai người nói đúng? Hãy like video trước để xem tôi làm thế nào để lật mặt họ. Tôi bắt đầu suy tư. Tôi cố gắng suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra gần đây. Trước hết là Tiểu Trần đầy máu đi vào, rồi là đầu tôi biến thành quái vật. Có vẻ như trong hai người ấy chắc chắn có một người nói dối. Tôi phải thử thách họ một chút. Đầu to, bao giờ anh trả lại 500 đồng cho tôi? Ôi, xin lỗi nhé, chờ chúng ta ra ngoài sống sót thì tôi trả. Không cần vội đâu. Tiểu Trần, tiền của tôi đâu? Khi nào trả? Tao nợ mày tiền hồi nào? Giờ này rồi, mày còn lôi ra để đùa? Xin lỗi, tôi nhớ nhầm rồi. Các bạn qua đây một chút, tôi có chuyện muốn thảo luận với các bạn. Đầu to, cậu hãy nghỉ ngơi trước, các bạn cùng tôi nói chuyện chút thôi. Tất cả mọi người đến gần với vẻ nghi ngờ. Đùa chi cậu? Anh muốn nói gì vậy? Nghe này, đầu to hoàn toàn không nợ tôi tiền, nhưng cậu ta chẳng biết điều đó. Vậy nên chắc chắn là giả mạo. Chúng ta không thể ở lại ở ký túc xá nữa. Chờ chút, chúng ta đi từ từ đến cửa, rồi đột ngột chạy ra ngoài. Bây giờ là ban ngày, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe tôi nói xong, các bạn cứ nhẹ nhàng gật đầu, rồi chúng ta từ từ tiến về phía cửa. Khi đi, tôi vẫn đang nói chuyện với đầu to. Đầu to, anh còn mệt lắm không không? Có cần tôi đi mua đồ ăn cho anh không? Không cần, tôi chỉ cần nghỉ một chút là được. Khi đó, chúng ta đã gần đến cửa ký túc xá. Vào lúc đó, tôi hét lớn các bạn, mau chạy. Và chúng ta lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Khi chúng ta chạy ra khỏi cửa, ngay khi chúng ta chạy ra khỏi cửa, đằng sau chúng ta đột nhiên vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ. Trong khi chạy, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Lệ không chạy kịp theo. Con cái này thật là phiền phức. Nghĩ về điều này, tôi quyết định quay lại. Các khán giả ơi, liệu tôi có thể cứu được Tiểu Lệ không? Hãy bảo vệ tôi bằng cách gửi comment cổ vũ tôi nhé. Chúc tôi may mắn. Nhớ like video nhé. Khi tôi bước vào ký túc xá, tôi đã ngạc nhiên đứng im không nói gì, thấy Tiểu Lệ đang ngồi trên sàn khóc lóc. Còn đầu to thì đang đứng ở phía trước, anh ta với biểu hiện kỳ lạ. Kinh dị hơn nữa là, đằng sau đầu to, có một con thú nhỏ màu đỏ đang đứng. Điều kỳ lạ là, nhưng con thú đó không tấn công họ, mà nó như một chú mèo ngoan ngoãn, đang dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào đầu to. Ha ha, thằng gấu, tôi đã không nhìn lầm bạn đâu, chỉ có mỗi mình bạn. Quay lại cứu bạn đồng hành đơn độc này. Rốt cuộc bạn là ai? Muốn làm gì vậy? Tôi chính là sự hiện thân của quy tắc, gửi đến tất cả những kẻ thống trị quy tắc. Bây giờ bạn đã vượt qua được thử thách, hãy tiếp tục sống cùng bạn đồng hành của bạn. Thử thách gì vậy? Vậy còn các bạn cùng lớp khác của tôi, họ đã không vượt qua được thử thách. Ở thời điểm quyết định, họ đã bỏ bạn để chạy, và sự trừng phạt từ quy tắc sẽ là hậu quả tự nhiên cho họ. Chúc bạn may mắn. Nói xong, đầu to trước mặt và con quái vật phía sau anh ta dần dần tan biến vào không khí. Tôi vội vã chạy đến để giúp đỡ Tiểu Lệ. Gấu à, cảm ơn bạn đã quay lại cứu tôi. Đừng nói nhiều, hãy đi nhanh đi, chúng ta phải nhanh thôi. Tôi diều cô ấy từ từ tiến về phía cửa ký túc xá. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, cảnh trước mắt tôi bắt đầu thay đổi dần. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra tôi đang đứng giữa một sân bóng. Bầu trời mây sáng sáng, xung quanh không có ai. Tôi và Lệ dìu nhau đi, đứng trên sân bóng này. Khi đó, trước mặt có vẻ như có cái gì đó đang từ từ hiện ra, cùng với một giọng nói kiêu ngạo. Haha, chào mừng đến với không gian kỳ diệu. Chúc mừng các bạn, bạn là nhóm đầu tiên đến đây. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ là người có cơ hội sống sót nhất. Ồ, đó là đầu to. Không, không phải đầu to. Đây là sự hiện thân của quy tắc. Đứng vững, bạn đã sẵn sàng chưa? Đến đi, tôi không chịu khuất phục bạn đâu. Tôi sẽ không chịu khuất phục bạn, bởi vì tôi tin vào ánh sáng. In đi, hãy in đi. Trên thế giới này, không có ánh sáng tồn tại. Tất cả chỉ là màn kịch lừa trẻ con. Tôi không biết tại sao, khi nghe tôi nói như vậy, anh ta trở nên phấn khích. Sau đó, chỉ thấy anh ta phát sáng lên. Ngay lập tức, sau lưng anh ta xuất hiện rất nhiều con quái vật nhỏ. Chúng xuất hiện và hò reo ngửa mặt lên trời. Người đàn ông, hãy chú ý, chỉ cần đứng trong vòng sáng là an toàn. Sau khi quy tắc biến mất, không còn thấy đầu to nữa. Và sau đó, các con quái vật nhỏ đông đảo đã lao tới gần chúng tôi. Lúc này, trước mặt tôi xuất hiện hai vòng sáng. Tôi kéo Tiểu Lệ và chạy tới, vừa đủ cho mỗi người một vòng. Và rồi những quái vật cuối cùng cũng đến gần chúng tôi. Chúng cố gắng chạm và cào vào không khí trước mặt tôi, nhưng chúng không thể chạm vào chúng tôi. Dường như những gì hắn ta nói trước đó là đúng. Lúc đó, một tiếng hét vang vọng từ bên cạnh. Tôi quay lại, phát hiện ra một con quái vật rất lớn đang gầm gừ. Lệ sợ hãi và lùi lại, dường như cô ấy sắp ra khỏi vòng sáng. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được những rung động trong tim. Cảm giác này là gì? Tại sao nó quen thuộc đến thế? Đó là sức mạnh của ánh sáng. Các khán giả, bạn có tin vào ánh sáng không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận. Đột nhiên, một luồng tia sáng đập trên người tôi. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Những con quái vật nhỏ xung quanh dường như thấy kẻ thù, chúng lùi xa tôi. Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi phải đi nhanh. Tôi đưa Tiểu Lệ lên vai và chạy đi. Rồi tôi nhắm mắt xuống, tôi lao về phía trước nhanh chóng. Trên đường, các con quái vật nhỏ gặp phải đều né tránh. Tôi cõng Lệ đến dưới tòa nhà ký túc xá. Lúc này, ánh sáng điện trên người tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy như mình sắp sụp xuống đất. Lệ cũng bị tôi té mạnh xuống đất.
Anh gấu ơi, anh sao vậy? Thật may là có anh, nếu không, chúng ta đã chết mất rồi. Anh là siêu nhân à? Tôi đã không còn sức lực để lo chuyện đó nữa. Vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng chạy bộ náo nhiệt. Tưởng chừng như có quái vật đuổi theo. Tôi hoảng sợ trườn về sau trên đất. Tiểu Lệ lại bắt đầu khóc lớn. Mọi người hãy like video, an ủi Lệ, cô bé yếu đuối này. Lúc này, một đám khói nghi ngút phía trước. Dường như có một đám người chạy tới. Tiểu Lệ lại khóc to hơn. Tôi nằm dài trên đất, chấp nhận số phận. Gấu A, Tiểu Lệ, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy các bạn. Tôi giật mình nhìn lên, thấy chính là anh em trong ký túc xá của chúng ta. Các bạn đang làm gì ở đây? Các bạn không phải đã chết rồi sao? Mày nói ngớ ngẩn gì thế? Chúng ta chạy xuống đây, không thấy mày sao? Tôi lấy vũ khí và chạy trở lại ký túc xá để cứu các bạn, nhưng không ngờ khi quay lại, các bạn đã biến mất. Điều này làm tôi hoàn toàn bối rối. Liệu có phải hai đứa đã nhảy từ cửa sổ xuống không? Khi nghe họ nói, tôi bị cảm động ngay lập tức. Đó chính là tình anh em, và tôi kể lại mọi chuyện chi tiết cho họ. Sau khi nghe xong, chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng, mọi người vẫn an toàn. Ga, theo như lời anh nói, chỉ cần chúng ta đầy năng lượng tích cực, thì chúng ta không còn sợ quy tắc nữa. Đúng vậy, chúng ta đã thoát hiểm. Dường như tôi đã đánh giá thấp các bạn. Anh đã giải thoát mọi người. Cứ như vậy, mọi người lại gần nhau hơn. Mọi người không sợ, hãy đến đây. Chúng ta tỏ ra kiên định, đối diện với quy tắc. Đầu to đã quay lại. Tôi sẽ tiêu diệt tất cả các bạn. Không ai có thể thoát khỏi tôi. Các em, hãy tụ lại, chúng ta cùng nhau đứng sát. Đầu to, hãy tỉnh lại đi, đừng để quy tắc chi phối, hãy cùng nhau hét lên. Đối diện với đầu to bên kia, hai tay ôm đầu, chấn thương, quỳ xuống đất đau đớn. Ga, giúp tôi đau đớn quá. Đầu lớn, mọi người hãy cố gắng lên, chắc chắn phải giải thoát cho đầu to. Các đừng nghĩ tới điều đó, cơ thể của anh ta là của tôi, cơ thể của các em cũng là của tôi. Chúng tôi từ từ tiến lại gần đầu to. Dần dần, trên cơ thể chúng tôi bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Đầu to lùi lại một cách lo sợ. Chúng tôi chạy về phía anh ta và bao quanh anh ta. Đầu lớn, hãy tỉnh lại đi. Sau ánh sáng trắng này, đầu to dần lấy lại sự bình tĩnh. Bầu trời cũng sáng rồi, dường như chúng ta đã đánh bại quy tắc. Vậy là cuộc phiêu lưu này kết thúc tại đây. Gấu cũng sẽ sớm chuẩn bị loạt phim tiếp theo. Các khán giả của Gấu muốn xem gì cũng có thể nói ở phần bình luận đấy nhé. Gấu cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại.